Chương 7 Câu lạc bộ Slug Harry dành khá nhiều thời giờ của tuần lễ cuối kỳ nghỉ hè để nghiền ngẫm ý nghĩa hành vi của Malfoy ở hẻm Norton. Điều khiến nó bực mình nhất là cái vẻ mãn nguyện trên gương mặt Malfoy khi thằng này bước ra khỏi cửa hàng. Không có gì làm cho Malfoy vui đến vậy lại có thể là tin lành. Tuy nhiên Harry hơi lấy làm buồn lòng rằng cả Ron lẫn Hermione đều dường như không được tò mò như nó về hoạt động của Malfoy. Hay ít nhất thì sau vài ngày, tuổi kia có vẻ đã phát chán bàn bạc về chuyện đó. Ừ, mình đã đồng ý ngay từ đầu là nói rất đáng nghi Harry à. Hemio nói hơi thiếu kiên nhẫn. Cô nàng đang ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng của Fred và George với hai chân gác lên một trong mấy cái hộp giấy bồi và chỉ miễn cưỡng rời mắt khỏi cuốn sách mới của mình, cuốn dịch thuật chữ run cao cấp để ngước nhìn lên. Nhưng chẳng phải là tụi mình đã đồng ý là có thể có nhiều cách giải thích sao? Có thể nó đã làm bể cái bàn tay dễ dàng của nó. Rồi nói mơ hồ trong khi cố gắng kéo thẳng lại cái đuôi chổi bị cong của mình. Có nhớ cánh tay quắc que mà Manfoy có không? Nhưng khi nó nói đừng quên giữ kỹ cái đó cho an toàn là nó nói về chuyện gì chứ? Harry hỏi đến lần thứ mười mấy mình nghe có vẻ như ông Borgin còn có một cái khác của cái đã bị bể và Malfoy muốn cả hai. Bộ tin vậy hả? Ron nói. Bây giờ nó đang cạo bùn đất khỏi cán chổi. Ừ, mình tin vậy. Harry nói. Khi cả Ron và Hermione đều không trả lời, nó nói tiếp. Cha của Malfoy đang ở trong ngục Azkaban. Mấy bộ không nghĩ là nó muốn trả thù sao? Ron ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt. Manfoy trả thù hả Nó thì có thể làm được gì Mình không biết Đó chính là vấn đề Harry nói hết sức nản lòng Nhưng nó đang âm mưu gì đó Và mình nghĩ tụi mình nên xem xét nghiêm túc chuyện đó Cha của nó là một tử thần thực tử Và Harry ngừng nói Mắt nó dán vào cửa sổ đằng sau Hermione, Miệng nó há ra Một ý tưởng đáng sửng sốt vừa nảy ra trong đầu nó Harry Hermione kêu lên bằng giọng lo lắng Có chuyện gì vậy? Cái thẹo của bồ phát nhất lại hả? Ron hỏi giọng căng thẳng Nó là một tử thần thực tử Harry chậm rãi nói Nó kế nghiệp cha nó là một tử thần thực tử Mọi người im lặng Rồi Ron phá ra cười Manfoy đó hả? Nó mới 16 tuổi mà Harry Bồ tưởng là kẻ mà ai cũng biết là ai đó Để cho Manfoy gia nhập à? Có vẻ như không phải vậy đâu Harry Hermione nói bằng giọng cố kiềm chế Cái gì khiến bồ nghĩ Trong tiệm bà Mankin Bà không hề đụng tới nó Nhưng nó cứ kêu la rồi dùng cánh tay ra khỏi bà Khi bà muốn săn tay áo nó lên Đó là cánh tay trái Nó đã được xăm dấu hiệu hắc ám Ron và Hermione nhìn nhau Chà Ron nói tỏ ra không hoàn toàn được thuyết phục mình nghĩ nó chỉ muốn ra khỏi chỗ đó thôi Harry à. Hermione nói Nó đã chỉ cho ông Borgin cái gì đó mà chúng ta không nhìn thấy được. Harry cứ khăng khăng một cách bướng bỉnh. Cái gì đó đã khiến cho ông Borgin vô cùng khiếp sợ. Đó chính là dấu hiệu. Mình biết cái đó. Nó đã tỏ cho ông Borgin biết là ông ta đang giao thiệp với ai. Mấy bộ có thể thấy ông ấy ngán sợ nó như thế nào. Ron và Hermione trao đổi với nhau một cái nhìn nữa. Mình không chắc Harry à? Ừ, mình vẫn không cho là kẻ mà ai cũng biết là ai đó chịu để cho Manfoy gia nhập. Bực mình, nhưng chắc chắn tin là mình đúng. Harry quơ lấy một đống áo trùng hôi hám đã mặc khi chơi quýt đích và bỏ ra khỏi phòng. Bà Weasley đã khuyên răng tụi nó bao nhiêu ngày rồi là đừng để quần áo đến phút cuối mới đem giặt và xếp vô rương. Khi xuống hết cầu thang, nó đụng đầu Ginny Cô bé đang quay về phòng mình với một đống quần áo mới giặt xong. Em mà là anh thì em sẽ chẳng vô nhà bếp lúc này." Cô bé cảnh cáo Harry, "Chỗ nào cũng đầy nhất. Anh sẽ cẩn thận để không bị trượt vô đó." Harry mỉm cười. "Quả đúng vậy." Khi Harry đi vô nhà bếp thì thấy ngay Fleur đang ngồi trên bàn, hào hứng nói về các kế hoạch đám cưới giữa nàng và Bill trong khi bà Quisley không ngừng để mắt tới lũ măng tay đang tự gọt. Trong bà cầu có hết biết, anh Bill và con gần như đã quyết định chỉ hai phụ dâu thôi, Ginny và Gabriel. Trong so rê ngọt ngào với nhau, con đang nghĩ đến chuyện cho hai em ấy mặc áo vàng nhạt, màu hồng, dĩ nhiên là trong rất khủng khiếp với mái tóc của Ginny. À, Harry, bà Quisley nói to, cắt ngang bài độc thoại của Fleu. Tốt, Bác muốn giải thích về sự sắp đặt an ninh cho chuyến đi đến trường Hogwarts ngày mai. Chúng ta lại mượn được xe của bộ pháp thuật một lần nữa và sẽ có các thần sáng chở nhà ga. Có Tons ở đó không bác? Harry hỏi, đưa cho bà Weasley quần áo chơi quýt đích của nó. Không, bác nghĩ là không. Theo bác Arthur nói thì cô ấy được chốt ở đâu đó. Cô ấy đã tự cử mình đi, cái cô Tons đó... Phleu nói mơ màng, ngắm nghía chính hình bóng mê hoặc của mình trong đáy tách trà. Nếu bác hỏi thì con sẽ nói đó là một sai lầm lớn. Được, cảm ơn. Bà Quisley nói giọng gay gắt, ngắt lời của Fleu một lần nữa. Con nên chuẩn bị hành lý đi, Harry. Bác muốn nếu có thể thì hòm xỉn đều phải sẵn sàng hết vào tối nay để chúng ta sẽ không bị rối tinh rối beng vào phút chót như mọi năm. Và thật ra, cuộc khởi hành của tụi nhỏ vào buổi sáng hôm sau suôn sẻ hơn mọi khi. Khi mấy chiếc xe của Bộ Pháp thuật lướt tới trước cửa hàng Sóc, thì tụi nó đã đứng chờ sẵn, hòm xiển sẵn sàng. Con mèo của Hemion, Ruxans, nằm an toàn trong cái rổ đi đường của nó. Hedwig, Bigwig Cheon, con cú của Ron và con bông thoa lùn mới sắm của Ginny, được đặt tên Arnold, đều ở trong chuồng. Anh Elri Pleu nói giọng cổ họng Vừa hôn gió nó Ron vội vã đi tới Có vẻ hy vọng Nhưng Sydney giơ cẳng ra ngán Ron té lăn cù Vô đám bụi dưới chân Pleu Nổi khùng lên với bộ mặt đỏ bừng Và văng bụi tùm lum Anh chàng lên xe gấp khỏi cần nói lời chia tay Chẳng thấy bác Hagrid hớn hở chờ họ ở nhà ga ngã tư vua. Thay vào đó là hai thần sáng có bộ mặt khắc nghiệt đầy râu mặc quần áo mơ gô màu đen tiến tới đón, ngay khi mấy chiếc xe vừa dừng lại và họ kẹp sát hông tất cả nhóm, hộ tống vô thẳng nhà ga mà chẳng nói lời nào. "Lẽ, lẽ lên băng qua hàng rào trắng." Bà Quisley nói, dường như bà hơi bối rối vì cái hiệu quả khắc cổ này. "Harry nên đi trước." vơi Bà nhìn một trong hai thần sáng một cách dò hỏi, người này nhẹ gật đầu, nắm lấy bắp tay trên của Harry và cố gắng dẫn nó đi về phía hàng rào trắng giữa sân ga số 9 và số 10. Em đi được mà, cảm ơn. Harry bực dọc nói, giật cánh tay mình ra khỏi nắm tay của vị thần sáng. Nó đẩy cái xe hành lý của nó đâm thẳng vào hàng rào trắng vững chãi, lờ phát đi người đồng hành im lặng. Và một giây sau, nó nhận ra mình đang đứng trên sân ga 9 3 phần 4, nơi tàu tốc hành Hogwarts đang nằm ở ra hơi nước phả vào đám đông. Hermione và gia đình Weasley nhập bọn với nó trong vòng vài giây sau. Không cần chờ tham vấn vị thần sáng mặt mày khắc cổ của mình, Harry đã dấu gọi Ron và Hermione theo nó đi ngược lên sân ga tìm một toa tàu trống. Tụi này không thể đi cùng bồ Harry à? Hermione nói tỏ vẻ xin lỗi. Ron và mình sẽ phải đến toa tàu của huynh trưởng trước tiên và rồi phải đi tuần tra hành lang tàu một chút. Ở à phải, mình quên mất. Harry nói, Tất cả các con nên lên tàu ngay Các con chỉ còn vài phút nữa là khởi hành Bà Weasley nói Vừa tham khảo cái đồng hồ của bà Thôi Chúc con một học kỳ tốt đẹp Ron Thưa bác Weasley Con có thể nói vài lời với bác không Harry nói Quyết định luôn trong hoàn cảnh gấp gáp ấy Dĩ nhiên Ông Weasley nói vẻ mặt hơi ngạc nhiên Nhưng dù vậy ông vẫn đi theo Harry Ra xa khỏi tầm tay những người khác Harry đã suy nghĩ cặn kẽ và đã đi tới kết luận rằng nếu nó cần nói với ai đó thì người đó hẳn là ông Weasley. Trước tiên bởi vì ông làm việc ở bộ pháp thuật và vì vậy là người ở vị trí tốt nhất để tiến hành những cuộc điều tra xa hơn. Và thứ hai bởi vì nó nghĩ nếu ông Weasley nổi cơn thịnh nộ thì sẽ ít nguy hiểm hơn. Nó có thể thấy bà Weasley và vị thần sáng với bộ mặt khắc khổ liếc theo bác cháu nó khi hai người đi tách ra. Khi tụi con ở hẻm xéo Harry bắt đầu nói Nhưng ông Quisley chặn đầu nó trước Bằng một cái nhăn mặt Có phải bác sắp được khám phá ra nơi Mà con, Ron và Hermione đã biến mất Trong khi lẽ ra các con phải ở gian sau Cửa hàng của Fred và George không Làm sao bác Harry à Con đang nói chuyện với một người đã nuôi lớn Fred và George Ờ Dạ Thôi thì chúng con đã không ở trong gian sau Tốt lắm Vậy bây giờ chúng ta hãy nghe nốt phần dở nhất. Dạ, tụi con đi theo Track Woman tụi con dùng tấm áo khoác tàng hình. Các con có lý do đặc biệt nào không? Hay đó chỉ là cao hứng? Bởi vì con nghĩ Manfoy đang âm mưu gì đó. Harry nói, không để ý vẻ mặt vừa bực bội vừa thích thú của ông Quisley. Nó đã trốn má nó đi và con muốn biết tại sao. Dĩ nhiên là con đã có lý do. Ông Quisley nói nghe giọng nhẫn nại. Vậy con có tìm ra được tại sao không? Nó đi vô tiệm Borgin và Burkett. Harry nói. Xong bắt đầu trấn áp người đàn ông trong tiệm. Ông Borgin bắt ông ta sửa cho nó cái gì đó. Và nó nói là nó muốn ông Borgin giữ cho nó cái gì đó nữa. Nghe thì có vẻ như cái đó cùng là một thứ với cái mà nó muốn sửa chữa. Có vẻ như hai cái đó là một cặp. Và... Harry hít một hơi thở sâu. Còn nữa, tụi con thấy Manfoy nhảy giọt ra cả dặm khi bà Mankin thử chạm vô cánh tay trái của nó. Con nghĩ nó đã được xâm dấu hiệu hắc ám. Con nghĩ nó được thế chỗ cha nó là một tử thần thực tử. Trong ông Weasley có vẻ sửng sốt. Một lát sau ông nói Harry à, bác không chắc là liệu kẻ mà ai cũng biết là ai đó có cho phép một đứa trẻ 16 tuổi có ai biết chắc kẻ mà ai cũng biết là ai đó làm cái gì hay không làm cái gì đâu. Harry hỏi một cách tức tối. Bác Weasley, con xin lỗi. Nhưng chuyện đó không đáng điều tra sao? Nếu anh muốn sửa chữa cái gì đó và nó phải đe dọa ông Borgin làm chuyện đó, thì chuyện đó có thể là cái gì đó hắc ám và nguy hiểm, đúng không? Thành thực mà nói, bác không chắc Harry à. Ông Weasley nói chậm rãi. Con cũng hiểu, khi Lucius Malfoy bị bắt, chúng ta đã lục soát nhà hắn. Chúng ta đã lấy đi mọi thứ có thể là hung khí nguy hiểm. Con nghĩ bác có thể đã bỏ sót cái gì đó. Harry nói một cách bướng bỉnh. Ừ, có thể. Ông Quisley nói. Nhưng Harry có thể thấy là ông Quisley chỉ nói cho vừa lòng nó mà thôi. Một tiếng còi tàu vang lên sau lưng hai bác cháu, gần như mọi người đã lên tàu hết và cửa các toa đang đóng lại. Còn nên lẹ lên đi, ông Quisley nói, trong khi bà Quisley kêu, Harry lẹ lên. Nó đi nhanh về phía trước và ông bà Quisley giúp nó nhấc hành lý lên tàu. Này cưng, con sẽ về nhà ăn lễ Noel với gia đình bác, đã thu xếp xong với cụ Đông Lê Đo rồi, vậy là hai bác sẽ sớm gặp lại con thôi. Bà Quisley nói dối qua cửa sổ toa tàu, trong khi Harry đóng sập cửa tàu lại sau lưng, và chiếc xe lửa bắt đầu di chuyển. Con nhớ tự chăm sóc mình và... Đoàn tàu bắt đầu tăng tốc. Học giỏi và... Bà Quisley chạy để theo kịp đoàn tàu. Bảo trọng! Harry dãy tay cho đến khi đoàn tàu quẹo qua một khúc quanh và ông bà Quisley khuất dạng rồi nó quay ra xem những đứa nó đoán Ron và Hermione bị nhiệm vụ cầm chân trong toa tàu huynh trưởng nhưng Ginny thì đang ở trong hành lang cách nó một quãng ngắn, đang tắn dốc với mấy đứa bạn. Nó đi về phía cô bé, kéo lê cái rương theo. Đám học trò trố mắt nhìn nó không ngượng ngùng khi nó đi đến gần. Chúng thậm chí áp mặt vào kính cửa sổ toa tàu để ngó cho được nó. Nó đã lường trước một làn sóng những cái miệng há hốc và những cặp mắt nhìn trân tráo mà nó sẽ phải chịu đựng trong suốt học kỳ này sau tất cả những sự rùm beng về kẻ được chọn đăng trên nhật báo tiên tri nhưng nó chẳng thích thú gì lắm cái cảm giác đứng ở nơi đèn đuốc sáng trưng nó vỗ nhẹ lên vai Ginny kiếm thử một khoang tàu trống chứ hả em thì không được anh Harry à em có hẹn gặp Dean Ginny rạng rỡ nói gặp lại anh sao nha được Harry nói nó có một cảm giác nhói đau kỳ lạ khi Ginny bỏ đi mái tóc dài màu hôn đỏ của cô bé đung đưa sau lưng nó đã trở nên quá quen với sự hiện diện của cô bé trong kỳ nghỉ hè đến nỗi nó hầu như quên bén đi rằng Trini giờ đây không còn lẳng nhẳng đeo theo nó. Ron và Hermione khi ở trường nữa. rồi nó chớp mắt và nhìn quanh. quanh nó là những cô gái bị tiếng tâm mê hoặc. chào Harry. một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó. Neville. Harry reo lên nhẹ nhõm khi quay lại nhìn thấy một cậu chàng mặt mày tròn trịa đang chen lớn để đến gần nó. Chào Harry! Một cô nàng tóc dài với đôi mắt to mơ quyền xuất hiện ngay sau lưng Neville. Chào Luna, em khỏe không? Rất khỏe, cảm ơn anh. Luna nói, cô nàng đang ép chặt một tạp chí vào ngực mình. Những chữ to trên trang bìa thông báo rằng bên trong có một cặp kính chiếu yêu. Tạp chí kể lý sự vẫn bán chạy chứ. Harry hỏi, nó cảm thấy có một sự triều mến với tờ tạp chí và đã dành cho tờ tạp chí này một cuộc phỏng vấn độc quyền vào năm học trước. Ồ, số lượng phát hành tăng tốt. Luna nói một cách sung sướng. Tụi mình kiếm chỗ ngồi đi. Harry nói và ba đứa cùng đi dọc đoàn tàu băng qua những đàn học sinh im lặng ngó theo chầm chầm. Cuối cùng cả ba tìm được một khoang còn trống và Harry vội vã đi vào với vẻ biết ơn. Họ nhìn trông chọc cả tụi này nữa Neville nói Ám chỉ chính nó và Luna Chỉ vì tụi này đi với bồ Họ ngó bồ bởi vì bồ Cũng có mặt trong vụ xảy ra ở bộ pháp thuật Harry nói Trong lúc cố nhất cái rương của nó Để lên giá đỡ hành lý Cuộc phiêu lưu nho nhỏ của tụi mình Được đăng khắp trên tờ nhật báo tiên tri Chắc bồ có xem rồi chứ Có Mình tưởng bà mình sẽ nổi giận Vì tất cả những chuyện rùm beng công khai đó Neville nói, nhưng quá ra bà lại khoái thật sự, nói rằng cuối cùng mình đã bắt đầu sống theo gương ba mình, bà đã mua cho mình một cây đũa phép mới, coi nè. Nó rút cây đũa phép ra và đưa cho Harry coi. Gỗ anh đào và lông kỳ lân. Nó nói giọng tự hào. Mình nghĩ đó là một trong những cây đũa phép cuối cùng mà ông Ollivander bán ra. Ông ấy biến mất tiêu vào ngày hôm sau. Ôi, quay lại đây, Trevor và nó chui xuống dưới gầm ghế để thu hồi lại con cốc khi con vật này thực hiện một trong những nỗ lực trường kỳ tìm kiếm tự do cho mình. Năm nay anh có tiếp tục mở những buổi họp đi quy đi nữa không, anh Harry? Luna hỏi, cô đàn này đang gỡ cặp kính chiếu yêu ra từ giữa tạp chí kẻ lý sự. Bây giờ tụi mình đã dẹp được mụ Umbridge rồi, đâu còn lý do gì nữa hả? Ha? Harry vừa nói vừa ngồi xuống, Neville cũng đầu vô cái ghế khi chui ra từ dưới gầm, trong nó thất vọng ra mặt. Mình thích đi đi lắm, mình học được cả đống với bồ. Em cũng khoái những buổi họp đó lắm. Luna hồn nhiên nói, giống như có nhiều bạn vậy. Đây là một trong những điều không thoải mái mà Luna hay nói và khiến cho Harry có một cảm giác lẫn lộn loằng ngoằng giữa lòng thương hại với bối rối. Tuy nhiên, trước khi nó có thể trả lời, bên ngoài cửa khoang của tụi nó xảy ra một vụ ầm ĩ một nhóm học sinh năm thứ tư đang sầm xì và cười cợt với nhau bên kia lớp cửa kính toa tàu bồ hỏi ảnh đi thôi bồ đi tôi sẽ làm chuyện đó và một đứa trong đám đó một đứa con gái vẻ mặt trơ trẽn có đôi mắt đen to một cái cầm chìa tới trước và mái tóc đen dài đẩy cánh cửa toa bước vô chào anh harry em là rominda rominda van con bé nói to và giống dạc Sao anh không qua ngồi chung với toa tụi em Anh không cần phải ngồi với tụi kia Con bé nói thêm bằng giọng thì thào rất kịch Chỉ vào mông của Neville Lúc ấy lại vừa nhô ra từ dưới gầm ghế một lần nữa Khi đang mò mẫm kiếm Trevor Và Luna mắt đang đeo cặp kính chiếu yêu miễn phí Khiến cho trông càng giống một con cú nhiều màu khật khùng Họ là bạn bè của tôi Harry lạnh lùng nói Ồ, ờ, con bé nói có vẻ ngạc nhiên. Thôi vậy. Và nó rút lui, kéo cánh cửa khoang tàu lại. Người ta cứ nghĩ anh phải có bạn bè bảnh hơn tuổi này. Luna nói một lần nữa lại bộc lộ cái thói quen thành thật khiến người khác phải bối rối. Em cũng bảnh vậy. Harry nói ngay. Không ai trong đám đó có mặt trong vụ bộ pháp thuật. Họ đâu có chiến đấu cùng tôi đâu. Anh nói vậy thiệt là tử tế. Luna tươi cười, rồi cô nàng đẩy cặp kính chiếu yêu xa thêm trên sống mũi và bắt đầu đọc tạp chí kẻ lý sự. Nhưng mà tụi này đâu có đối đầu với hắn. Neville nói hiện ra từ dưới gầm ghế cùng với bụi bặm và lông lá dính trên tóc và một con Trevo nhẫn nhục trong tay. Chỉ có bồ làm chuyện đó, bồ nên nghe bà của mình nói về bồ. Cậu Harry Potter ấy còn mạnh hơn toàn thể bộ pháp thuật gom lại bà sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có đứa cháu nội như bồ. Harry bật cười không thoải mái lắm và thay đổi đề tài, chuyển qua kết quả kỳ thi thường đẳng pháp thuật ngay khi có thể. Trong khi Neville đọc lại danh sách thứ hạng của nó và thắc mắc liệu nó có được phép vào học lớp biến hình bậc phù thủy tận sức không, khi mà nó chỉ có mỗi một điểm chấp nhận được. Harry ngắm Neville mà không thực sự lắng nghe. Tuổi thơ của Neville cũng bị Voldemort đầy đọa như tuổi thơ của Harry vậy. Nhưng Neville không hề biết là suýt nửa số phận của nó chính là số phận Harry. Lời tiên tri có thể ứng với bất kỳ đứa nào trong hai đứa nó. Thế nhưng vì những lý do bí hiểm của chính hắn, Voldemort đã chọn niềm tin rằng Harry là kẻ được ám chỉ trong lời tiên tri. Nếu Voldemort chọn Neville thì tình huống sẽ là Neville ngồi đối diện Harry mang cái thẹo hình tia chớp và gánh nặng lời tiên tri. Mà liệu có vậy không nhỉ? Liệu mẹ của Neville có chết đi để cứu mạng nó, như mẹ Lily đã hy sinh cho Harry không? Chắc chắn bà sẽ hy sinh. Nhưng nếu bà không thể đứng án giữa con trai mình và Voldemort thì sao? Liệu có một kẻ được chọn không? Hay chỉ là một cái ghế trống ở chỗ hiện giờ Neville đang ngồi và một thằng Harry không bị thẹo được chính mẹ mình chứ không phải mẹ của ron hôn tạm biệt bộ có sao không harry trong bộ tức cười quá Neville nói harry mới mở miệng nói xin lỗi mình anh bị xì tảo hả luna nói đầy cảm thông vừa ngắm harry qua đôi kính màu mè bự chảng tôi cái gì xì tảo nó vô hình nó bay xuyên qua lỗ tai anh làm cho đầu óc anh mờ mịt cô bé nói Em nghĩ em cảm thấy được có một con đang bay quanh quẩn ở đây. Cô nàng vỗ tay đen đét trong không khí, như thể đang đập mấy con sâu bướm khổng lồ vô hình. Harry và Neville đưa mắt nhìn nhau, rồi vội vàng bắt luôn qua chuyện quyết đích. Thời tiết bên ngoài cửa sổ đoàn tàu lửa thay đổi thất thường, y như suốt mùa hè vừa qua. Tàu đã chạy qua một vùng sương mù lạnh cống kéo dài, rồi ra đến vùng nắng trong, mong manh. Chính lúc tàu đang chạy qua một trong những vùng quang đạn ấy, lúc mặt trời hầu như được nhìn thấy ngay trên đỉnh đầu, thì Ron và Hermione đi vô khoang tụi nó. "Ước gì sẽ bán đồ ăn đẩy tới nhanh nhanh lên, mình đang chết đói đây." Ron nói một cách tha thiết, ngồi thụp xuống cái ghế bên cạnh Harry và xoa xoa cái bụng của nó. "Chào Neville, chào Luna, biết gì không?" Nó quay qua Harry nói thêm, "Malfoy không làm nhiệm vụ huynh trưởng." Nó chỉ ngồi y trong toa của nó với mấy đứa khác trong nhà Slytherin. Tụi này thấy nó lúc đi ngang qua. Harry ngồi thẳng dậy chú ý ngay. Thật chẳng giống Malfoy chút nào nếu nó chịu bỏ qua cơ hội biểu diễn quyền hành huynh trưởng. Cái quyền mà nó đã khoái chí lạm dụng suốt năm học trước. Lúc mấy bộ thấy nó thì nó đang làm gì? Bình thường. Rồi nói dững dưng. Biểu diễn một động tác thô lỗ bằng tay chẳng giống nói gì hết đúng không chà nhưng vậy đó nó lại làm động tác tay một lần nữa nhưng tại sao nó lại không ra ngoài kia ăn hiếp bọn học sinh năm thứ nhất ai mà biết harry nói nhưng đầu óc nó đang căng thẳng chẳng lẽ chuyện này không cho thấy là manfoy đang âm mưu những chuyện quan trọng hơn là chuyện hiếp đáp bọn học sinh đàn em hay sao có lẽ nó khoái đội thẩm tra hơn hemion nói có thể làm quên trưởng một thời gian nó trở nên thuần hơn một chút. Mình không nghĩ vậy, Harry nói. Mình nghĩ nó... Nhưng trước khi nó có thể giải thích giả thuyết của mình, cánh cửa một lần nữa lại được mở ra, và một nữ sinh năm thứ ba bước vào, gần như không thở nổi. Em được giao nhiệm vụ, đưa mấy cái này cho Neville Longbottom và Harry Potter. Cô bé ấp úng nói... Và khi bắt gặp ánh mắt của Harry, mặt cô bé đỏ ửng lên. Cô bé đưa ra hai cuộn giấy da buộc bằng dây nơ tím. Harry và Neville nhận cái cuộn có đề tên mình và cô bé luống cuốn lui ra khỏi khoang tàu. Cái gì vậy? Ron hỏi khi Harry tháo cuộn giấy gửi cho nó ra. Một thư mời, Harry nói. Harry, thầy sẽ vui mừng nếu trò muốn cùng ăn trưa với thầy ở toa C, thân ái, Giáo sư Slugon Giáo sư Slugon nào? Neville hỏi tỏ ra bối rối về lời mời Thầy giáo mới Harry nói Chà, mình nghĩ chắc là tụi mình phải đi thôi Nhưng mà thầy ấy cần mình để làm gì? Neville lo lắng hỏi Trông như nó tưởng nó sắp bị cấm túc Chả biết Harry nói Thật ra thì không hẳn như vậy mặc dù nó chẳng có những bằng chứng gì để chứng minh là linh cảm của nó đúng. Nghe đây, nó nói thêm, thình linh bộ não nó phát ra một sáng kiến, tụi mình chui xuống dưới cái áo khoác tàng hình đi, như vậy có thể quan sát được man suốt đường, coi nó đang âm mưu cái gì. Tuy nhiên sáng kiến này không khả thi chút nào, không thể nào mặc áo khoác tàng hình vượt qua được các hành lang đầy nhóc người đang nhong nhóng đợi cái xe đẩy bán đồ ăn trưa. Harry tiếc hùi hủi nhét cái áo khoác tàng hình trở vô ba lô ngẫm nghĩ ý tưởng đó thiệt là hay Cho dù mặc tấm áo khoác tàng hình chỉ để tránh những cái nhìn chồng chọc Những cái nhìn đó dường như đã gia tăng cường độ Kể từ khi Harry đi trong hành lang tàu lần vừa rồi Thỉnh thoảng bọn học sinh lại xô đẩy chen nhau dồn ra cửa khoang của mình Để dòm Harry được kỹ hơn Ngoại lệ duy nhất là Cho Chang Cô nàng xẹt ngay vô khoang của mình khi nhìn thấy Harry đi tới. Khi đi ngang qua cửa sổ, Harry thấy Joe làm như đang say sưa chuyện trò với cô bạn Marietta. Cô nàng này đeo một bộ mặt trang điểm dày cui mà vẫn không làm mờ được mấy hột mụn vô duyên cứ nổi lên dằn dện khắp gương mặt. Khẽ mỉm cười du vơ, Harry đi tới trước. Khi hai đứa tới toa C, tụi nó thấy ngay tụi nó không phải là những khách mời duy nhất của thầy Slughorn mặc dù căn cứ vào sự đón chào sốt sắng của thầy Slughorn, thì harry đúng là người được mong đợi nhiệt tình nhất harry chàng trai của ta thầy Slughorn đứng phắt dậy khi nhìn thấy harry khiến cho cái bụng phủ nhung của thầy dường như choáng hết chỗ trong khoang tàu cái đầu hói bóng loáng và bộ râu bạc của thầy tỏa sáng rực rỡ trong ánh nắng như mấy cái nút bằng vàng của tấm áo chẻn thầy đang mặc mừng được gặp trò mừng được gặp trò và trò đây ắt hẳn là cậu lon bottom neville gật đầu trong khiếp đảm theo động tác ra dấu của thầy Slughorn hai đứa nó ngồi xuống hai cái ghế duy nhất còn trống gần cửa nhất harry đưa mắt nhìn quanh đám khách mời nó nhận ra một đứa cùng năm học bên nhà slytherin một thằng cao nhồng đen thui có hai gò má cao xương xẩu và đôi mắt xếp dài cũng có hai năm sinh năm thứ bảy mà Harry không biết và bị nhét vô một góc kẹt bên cạnh thầy Slughorn là một cô bé vẻ mặt băn khoăn không biết tại sao mình lại có mặt ở đây đó là Ginny Nào, hai trò biết hết mọi người chứ Thầy Slughorn hỏi Harry và Neville Đây là Blas Zabini cùng năm với các trò Tất nhiên Zabini không hề tỏ một dấu hiệu nhận ra hay chào hỏi nào cả và cả Harry lẫn Neville cũng tỉnh bơ. Trên nguyên tắc, học sinh nhà Gryffindor và nhà Slytherin cầm ghét lẫn nhau. Đây là Cormac McLaggen. Có lẽ các trò đã từng gặp gỡ lẫn nhau. Chưa à? McLaggen, một chàng trai to tướng tóc xoắn như dây kẽm gai, giơ một bàn tay lên chào. Harry và Neville gật đầu đáp lễ anh ta. Và đây là Marcus Benby, thầy không biết liệu bên bài một anh chàng gầy gò với mặt bồn chồm lo lắng nghe ra một nụ cười sướng ngắt và cô nương xinh đẹp quyến rũ này nói với thầy là cô ấy biết cắt trò thầy Slughorn kết thúc Ginny làm điệu bộ nhăn mặt với Harry và Neville từ sau lưng thầy Slughorn. Thôi bây giờ đến phần thú vị nhất. Thầy Slughorn nói một cách thân tình một cơ hội để biết tất cả các trò kỹ hơn một chút. Đây, lấy một cái khăn ăn, thầy đã gói theo đồ ăn trưa, còn cái xe đẩy, theo như thầy nhớ, hơi bị nhiều que cam thảo và hệ thống tiêu hóa eo uột của một ông già thì không kham nổi những thứ như vậy. Nếm món gà lôi không, bên Bai? Bên Bai bắt đầu ăn và nhận một miếng trông có vẻ giống như một nửa con chim trĩ nguội ngắt thầy vừa mới nói với chàng Marcus trẻ tuổi đây là thầy từng được hân hạnh dạy bác Đà Một lớp của cậu ấy. Thầy Slugon nói với Harry và Neville, lúc này đang truyền quanh rổ bánh mì tròn. Một pháp sư xuất chúng, xuất chúng, và quy chương Melin được trao cho ông ta quả thực xứng đáng. Trò có thường gặp bác không Marcus? Không may Ben Bai vừa mới ngoạm một miếng to gà lôi đầy cá hỏng và để nhanh nhẩu đáp lại thầy Slugon, anh ta nuốt quá gấp nên bị mắt nghẹn đỏ tím cả mặt mũi hết tắt thở thầy slugon bình tĩnh chĩa cây đũa phép vào ben bai Cuốn hồng anh chàng này dường như được thông ngay tức thì không 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 gặp bác thường lắm dạ không ben bai há hốc miệng vừa thở vừa nói nước mắt ràn rụa chà dĩ nhiên thầy dám nói là ông ấy rất bận thầy slugon nói vừa nhìn ben bai với vẻ chất vấn Thầy nghĩ ông ta đã phát minh ra thuốc bả sói mà không đến nỗi phải lao động vất vả lắm. Con nghĩ, bên bài nói, dường như không dám cắn thêm một miếng gà lôi nào nữa trước khi biết chắc là thầy Slugon đã nói chuyện xong với mình. Ờ, bác và ba con không thuận thảo với nhau lắm, thành ra thầy hiểu cho con thực sự cũng không biết nhiều về... Giọng của Ben Bai đuối dần khi thầy Slugon tặng cho cậu ta một nụ cười lạnh nhạt và quay qua nói với mắt lắc Nào trò cô mắt. Thầy Slugon nói, thầy tình cờ được biết trò rất hay gặp bác Tiberius của trò, bởi vì ông ta có một bức hình rất tuyệt, chụp hai bác cháu đi săn heo đuôi cục ở... Để thầy nhớ coi, ở Norfolk đúng không? Ồ phải, vui lắm, đúng vậy ạ. mặt Mark Luggen nói, bác cháu còn đi chung với Betier Hicks và Rufus ao Đương nhiên là chuyện này xảy ra trước khi ông ấy trở thành bộ trưởng. À, trò cũng quen biết Bertie và Rufus nữa hả? Thầy Slugon cười hớn hở. Lúc này đang đưa một cái khay bánh ngọt mời quanh mọi người. Chẳng biết làm sao mà Ben Bai lại bị bỏ sót. Vậy nói cho thầy biết. Đúng y như Harry đã nghi ngờ, mọi người có mặt ở đây dường như bị mời đến bởi vì có liên hệ tới ai đó nổi tiếng hay có ảnh hưởng, mọi người, ngoại trừ Ginny Zabini, người bị tra vấn tiếp theo sau Mark Luggen. Quá ra có một bà mẹ là một phù thủy đẹp, nổi tiếng. Và theo như Harry dở lẽ ra thì bà ta đã lấy bảy đời chồng, mỗi ông chồng đều chết một cách bí ẩn và để lại cho bà ta cả đống vàng. Người tiếp theo là Neville Đây là 10 phút rất khó chịu bởi vì cha mẹ của Neville là những thần sáng nổi tiếng, đã bị Bellatrix Lestrange và hai đồng bọn tử thần thực tử hành hạ đến mất trí. Vào cuối cuộc tra vấn Neville, Harry có cảm tưởng thầy còn đang cân nhắc việc đánh giá Neville chưa chắc lắm là liệu nó có được chút tài hoa nào của cha mẹ nó không. Và bây giờ, thầy Slughorn trịnh trọng xoay mình trên ghế với cái vẻ mặt của một MC sắp giới thiệu tiết mục ngôi sao của mình. Harry Potter bắt đầu từ đâu ta? Thầy có cảm tưởng lần mình gặp nhau hè rồi chỉ mới sơ sơ như gãi ngứa thôi. Thầy ngắm nghía Harry một lát như thể nó là một miếng gà lôi đặc biệt to béo ngon lành rồi nói Giờ đây người ta gọi con là kẻ được chọn. Harry không nói gì, Ben Bai, Mark Lacken và Zabini đều nhìn nó chòng chọc. Dĩ nhiên, thầy Slugor nói, quan sát Harry kỹ hơn, Thiên hạ đồn đại bao nhiêu năm trời Thầy còn nhớ khi Chà sau cái đêm kinh khủng ấy Lily, James và con sống sót Và tiếng đồn rằng con ắt là có được những quyền năng phi thường Zabini húng hắn ho Rõ ràng tỏ một sự ngờ vực tức cười Một giọng nói giận dữ nổ ra ngay sau lưng thầy Slogan Phải đó Zabini Bởi vì anh quá tài hoa chứ gì Trong trò khoe mẻ Ôi thôi mà Thầy Slugon cười hì hà một cách thoải mái Ngoái đầu lại nhìn Ginny Cô nàng đang trừng mắt nhìn Sabini Dòng qua cái bụng bự của thầy Slugon Trời hãy cẩn thận đó Blaise Thầy đã nhìn thấy cô bé này hô ếm bùa Gậy ba bị tuyệt vời nhất Khi thầy đi ngang qua khoang của cô bé Thầy sẽ không bao giờ đi gây hấn với cô ấy đâu Sabini chỉ tỏ vẻ khinh thường Tóm lại Thầy Slugon nói Quay trở lại với Harry dư luận như thế vào mùa hè dĩ nhiên người ta không biết đâu mà tin người ta biết tờ tiên tri từng nhầm lẫn in những điều không chính xác nhưng dựa vào một số nhân chứng thì có vẻ chắc chắn rằng đã xảy ra một biến cố khá ồn ào ở bộ và rằng trò có mặt ngay trong cuộc harry không thấy có cách nào thoát ra được mà không phải nói dối trắng trợn đành chỉ gật đầu mà không nói gì hết thầy slogan tươi cười với nó Kim tốn quá, kim tốn quá Chẳng lạ gì mà cụ đâm lê đo lại yêu quý đến như vậy Vậy là trò đã có mặt ở đó Nhưng phần còn lại của câu chuyện chấn động dư luận Dĩ nhiên rồi, người ta không biết nên tin vào cái gì Chẳng hạn như lời tiên tri được theo dệt Tụi con chẳng hề nghe thấy lời tiên tri Neville nói Và khi nói điều đó thì đó ứng như gất dính Đúng vậy, Ginny xác nhận một cách chắc chắn. Cả anh Neville và con cũng có mặt ở đó. Và tất cả chuyện nhảm nhí kẻ được chọn ấy chỉ là chuyện bịa đặt của tờ tiên tri như mọi khi. Cả hai trò đều có mặt ở đó hả? Thầy Slugon nói giọng đầy thích thú hết nhìn Ginny đến nhìn Neville nhưng cả hai ngồi câm như hến trước nụ cười khích lệ của thầy. Chà phải! Tri hay thổi phòng? Dĩ nhiên! Thầy Slughorn nói nghe ra hơi thất vọng một chút. Thầy nhớ Quenot yêu dấu có nói với thầy. Dĩ nhiên thầy muốn nói đến Quenot Jones, đội trưởng của Holyhead, HPS. Thầy lang thang dơ dẫn cho một chuỗi hồi tưởng dài lê thê. Nhưng Harry có một cảm giác rõ rệt là thầy Slughorn chưa xong với nó. Và thầy chẳng thấy Neville và Ginny có chút nào thuyết phục buổi trưa ấy tiếp tục kéo dài với nhiều giai thoại nữa về những pháp sư lừng lẫy mà thầy Slughorn đã dạy dỗ tất cả đều đã vui sướng gia nhập cái mà thầy gọi là câu lạc bộ Slug ở trường Hogwarts Harry nôn nóng muốn đi về nhưng không biết làm thế nào cho đừng quá vô lễ cuối cùng khi đoàn tàu lửa ra khỏi một đoạn đường dài mịt mù sương giá để vào một vùng đỏ ráng hoàng hôn thầy Slughorn nhìn quanh hấp thấy mắt trong ánh nắng chiều Chu chòa à, trời gần tối rồi, thầy không để ý là người ta đã thắp đèn lên. Tất cả các trò nên về thay áo chùng vô đi. Mặc lắc ghen, trò nên ghé qua văn phòng thầy và mượn cuốn sách về heo đuôi cục đó. Harry, Les cứ ghé bất cứ lúc nào các trò đi ngang qua. Trò cũng vậy nha cô nương." Thầy nháy mắt với Ginny. "Thôi, các trò đi đi. Các trò đi nha." Khi đẩy Harry vào hành lang tối om, Zabini ném cho nó một cái nhìn kinh tởm và Harry đáp lại cả vốn lẫn lời. Nó, Ginny và Neville đi theo Zabini về dọc theo hành lang đoàn tàu. Mình thiệt mừng là bữa ăn xong rồi. Neville lầm bầm. Người đâu mà kỳ quá, đúng không? Ừ, thầy hơi kỳ. Harry nói, mắt nó không rời Zabini. Mà làm sao em lại mắc kẹt vô chỗ đó vậy Ginny. Thầy nhìn thấy em ếm Zacharias Smith. Ginny nói, anh có nhớ cái thằng ngốc của nhà Hufflepuff tham gia Đi không? Hắn cứ lẳng nhẳng đeo theo hỏi hoài chuyện gì đã xảy ra ở bộ và cuối cùng hắn làm em bực mình quá nên em ếm si bùa hắn luôn. Khi thầy Slugon đến em tưởng đâu em sắp bị cấm túc nhưng thầy chỉ nghĩ là em ếm một cái bùa xịn ra trò và mời em ăn trưa. Khùng quá hả? dù sao lý do đó còn đỡ hơn là có một bà mẹ đẹp nổi tiếng, Harry nói, vừa quắt mắt nhìn cái chậm của Zabini. hay có một ông bác, nhưng nó chợt ngừng ngang. một ý tưởng vừa nảy ra, tuy hơi táo bạo nhưng có khả năng là một sáng kiến tuyệt vời. chỉ trong chừng một phút nữa, Zabini sẽ đi vào toa tàu của đám học sinh năm thứ sáu nhà Slytherin và Malfoy hẳn là đang ngồi trong đó tưởng là nó không bị ai nghe lén ngoài đám bạn Slytherin nếu Harry có thể đi theo sau Zabini vào đó không bị nhìn thấy thì có gì mà nó không thể thấy hay nghe được đúng là cuộc hành trình cũng gần kết thúc nhà ga Hogsmeade chỉ còn cách đó không đầy nửa tiếng đồng hồ căn cứ vào cảnh vật quan sơ đang lướt qua bên ngoài cửa sổ nhưng gì không đứa bạn nào coi trọng sự nghi ngờ của Harry về âm mưu của Malfoy nên chính nó cần phải tìm bằng cớ để chứng minh. Lát nữa mình sẽ gặp lại hai bạn. Harry thì thầm thật nhỏ, vừa kéo cái áo khoác tàng hình ra và tung nó lên để trùm kín mình. Nhưng mà bồ... Neville hỏi. Lát sau, Harry thì thầm, vừa nhanh chân giọt theo sau Zabini một cách hết sức lặng lẽ. Mặc dù trong tiếng rầm rập của đoàn tàu lửa đang chạy, thì sự cẩn trọng của nó hơi bị thừa. Lúc này hành lang gần như hoàn toàn trống vắng, hầu như tất cả học trò đã trở lại toa tàu của mình để thay đồng phục của trường và thu thập hành trang cùng vật dụng cá nhân. Mặc dù nó bám sát Zabini hết mức, chỉ giữ khoảng cách sao cho không bị đụng vào người thằng này, Harry vẫn không đủ nhanh để kịp lẻn vô toa tàu khi Zabini mở cánh cửa Lúc Zabini đang kéo sập cánh cửa thì Harry vội giả thò một chân vô để ngán không cho cánh cửa đóng lại. Cánh cửa này mắc dịch gì vậy? Zabini giận dữ nói khi nó cố dập đi dập lại cánh cửa vô chân Harry. Harry chụp cánh cửa và đẩy nó mở ra thật mạnh. Zabini vẫn nắm chặt cái núm cửa nên bị văng ra một bên. Và té lăn cù vào đùi của Gregory Goyler. Và trong cảnh bát nháo tiếp theo đó, Harry xẹt nhanh vô trong khoang tàu, nhảy lên chỗ ngồi của Sabini, lúc đó còn trống, để tự đu người lên cái giá để hành lý. Cũng may là lúc đó Goyle và Sabini đang cự cãi nhau, khiến bao nhiêu cặp mắt đều hướng về phía tụi nó. Bởi vì Harry khá chắc chắn là bàn chân và mắt cá chân của nó đã bị hở ra khi giặt áo khoác bay lật lên. Thực tình trong một thoáng quảng hốt, nó đã nghĩ rằng con mắt của Malfoy có ngó theo chiếc giày thể thao của nó khi nó rút dò lên biến mất. Nhưng vừa lúc ấy, Goyler đóng sập cánh cửa lại, xô Zabini ra. Zabini đổi nhào xuống chỗ ngồi của mình, mặt mũi xù lên bậm trợn. Vincent Grapper tiếp tục xem cuốn truyện tranh của mình, và Manfoy cười khúc khích, lại nằm dài ra băng ghế hai chỗ, đầu đặt trên đùi của Pansy Parkinson. Harry nằm cuộn tròn một cách khốn khổ trong tấm áo khoác tàng hình, để bảo đảm là mỗi phân của thân thể nó đều được giấu kín và nó ngó pansy vuốt mái tóc vàng bóng mượt của malfoy ngược lên trán vừa làm vừa mỉm cười tự mãn như thể bất cứ ai cũng thèm được ở vào vị trí của cô ả những cái lồng đèn đung đưa từ trên trần toa tàu phả ánh sáng rực rỡ lên khung cảnh harry thậm chí có thể đọc được từng chữ trong cuốn truyện tranh của Crabbe ở ngay phía dưới nó Sao, Zabini? Manfoy nói, Lão Slugon muốn gì? Chỉ là toan kết bè tựu đám cho những người có quen biết lớn. Zabini nói, hãy còn trừng mắt với Goyle, nhưng lão cũng chẳng kiếm được nhiều tay cho lắm. Thông tin này không có vẻ làm Manfoy hài lòng lắm. Mời thêm được đứa nào nữa? Nó hạch hỏi, mắt lắc của nhà Gryffindor. Zabini nói, Ồ, phải, bác nó làm lớn trong bộ mà. Manfoy nói Một tay nào đó tên Ben của nhà Ravenclaw Chẳng lẽ là nó Nó chỉ là một thằng đần độn Banshee nói Và Longbottom Potter với con nhỏ Weasley Zabini kết thúc Malfoy thình lình ngồi bật dậy Gạt bàn tay của Banshee qua một bên Lão mời cả thằng Longbottom Ừ tôi cho làm vậy bởi vì thằng Longbottom đã ở đó Zabini dững dưng đáp Lão Slugon khoái thằng Longbottom ở chỗ nào? Zabini nhún vai. Porter, Porter quý báo Hiển nhiên là lão muốn ngắm kẻ được chọn Manfoy khinh khỉnh nhạo bán Nhưng cái con bé Weasley Nó có gì đặc biệt chứ? Nhiều chàng khoái con nhỏ đó lắm Bansi nói kính đáo quan sát Manfoy Để xem phản ứng của thằng này ngay cả anh cũng nghĩ là con nhỏ xinh đẹp, đúng không, Blaise? Đó là tất cả chúng ta đều biết anh khó tính cỡ nào. Tôi chẳng đời nào đụng tới một đứa thuộc nòi phản trắc bẩn thỉu như con đó, cho dù nó đẹp xấu thế nào đi nữa. Zabini lạnh lùng nói, và Bansi tỏ vẻ hài lòng. Manfoy nằm ngã trở xuống đùi cô nàng, và cho phép cô nàng tiếp tục vuốt ve mái tóc của nó. Chà, thật đáng tội nghiệp cho cái khổ gì của lão Slugon. Có lẽ lão hơi bị lẩm cẩm rồi, thiệt là đáng xấu hổ. Cha tôi luôn nói rằng lão là một pháp sư giỏi vào thời của lão. Cha tôi xưa cũng là một trong những học trò cưng của lão. Có lẽ lão Slugon chưa nghe nói là tôi đang ở trên tàu, hoặc là... Tôi chẳng tin gì vào một lời mời đâu. Sabini nói, khi tôi mới tới, lão có hỏi thăm tôi về cha của Nốt. Hình như họ vốn là bạn cũ, nhưng khi lão nghe ông kia đã bị bắt ở bộ thì lão tỏ vẻ không vui lắm, và nốt đâu có được mời đúng không? Tôi không nghĩ lão Slugon khoái tử thần thực tử đâu." Manfoy có vẻ tức giận, nhưng cố nặng ra vỏn dẹn một tiếng cười khan không chút khôi hài. "Hừ, ai hơi đâu bận tâm lão khoái cái gì? Lão là ai? Một khi thời thế thay đổi, chỉ là một lão già ngu xuẩn." Manfoy ngáp rõ to Ý tôi là có thể tôi chẳng còn ở trường Hogwarts vào năm tới nữa. Thì cái chuyện một lão mập già gian bóng một thời khoái hay không khoái tôi có nghĩa lý quái gì kia chứ? Anh nói gì? Có thể anh không đến trường Hogwarts vào niên học tới nữa hả? Banshee giận dỗi hỏi, ngừng vuốt tóc Manfoy tức thì. Ôi, ai biết trước được đâu? Manfoy nói với một thoáng tự mãn. Anh có thể ờ, chuyển sang những thứ khác lớn lao hơn và hay hơn. Nằm co quắp trong tấm áo quát tàn hình trên giá để hành lý, trái tim Harry bắt đầu đập nhanh. Liệu Ron và Hermione sẽ nói sao về chi tiết này? Grapper và Goyle trốn mắt nhìn Manfoy, dường như chúng chẳng có chút ý niệm mơ hồ nào về bất kỳ kế hoạch nào để chuyển sang những thứ lớn lao hơn và hay ho hơn. Ngay cả Zabini cũng để lọt một ánh mắt tò mò khiến vẻ mặt kiêu kỳ hơi bị mẻ phong độ mất một chút. Bansi tiếp tục chậm rãi vuốt tóc Manfoy vẻ mặt sững sờ. Có phải anh định nói kẻ ấy? Manfoy nhún vai. Mẹ muốn anh học hành xong xuôi đã, nhưng đối với anh, anh chẳng thấy việc học quan trọng vào thời buổi này. Anh muốn nói, thử nghĩ xem, khi chúa tể hắc ám lên ngôi, liệu ngài có bận tâm một kẻ nào đó có bao nhiêu chứng chỉ pháp thuật thường đẳng hay bằng pháp thuật tận sức không? Dĩ nhiên ngài không cần. Vấn đề là kẻ đó đã làm được việc gì cho ngài và đã chứng tỏ với ngài sự tận tụy cống hiến ra sao? Và dạ, anh cho là anh có thể sẽ làm được điều gì đó cho ngài à? Zabini hỏi giọng gây gắt. 16 tuổi và thậm chí chưa đậu hết các chứng chỉ. Chẳng phải tôi vừa nói đó sao? Có thể Ngài chẳng bận tâm là tôi có đậu hết các chứng chỉ hay không Có thể công việc mà Ngài muốn tôi làm Không phải là cái việc người ta cần có đủ chứng chỉ mới làm được Manfoy nói khẽ Cả Graber và Goyler đều ngồi há hốc mồm ra Như mấy cái máng suối hình đầu thú Bansy đâm đâm ngó xuống Manfoy Như thể cô nàng chưa từng bao giờ thấy cái gì gây kinh hoàng như vậy Tôi nhìn thấy trường Hogwarts rồi, Manfoy nói khi chỉ ra ngoài cửa sổ tối hù rõ ràng muốn thêm gia vị cho cái hiệu quả mà nó vừa tạo ra chúng ta nên mặc đồng phục vào harry mãi chăm chú ngó malfoy nên không để ý goyler đang dối lấy cái rương của nó khi thằng này lẳng cái rương xuống cái rương đụng mạnh vào một bên đầu của harry nó để ruột một tiếng kêu đau không kềm được và malfoy ngước nhìn lên cái giá để hành lý cao mày harry không ngáng malfoy nhưng nó cũng chẳng thích thú gì lắm cái ý tưởng bị một đám Slytherins thù địch phát hiện trốn dưới tấm áo khoác tàn hình. Nước mắt còn ứa ra và cái đầu còn đau buốt. Harry rút cây đũa phép ra, cẩn thận không làm xáo trộn tấm áo khoác và nín thở chờ đợi. May sao, Malfoy dường như quyết định là nó chỉ tưởng tượng ra tiếng kêu đó mà thôi. Nó khoác áo chùm vào như những đứa khác, khóa cái rương lại và khi xe lửa giảm tốc độ chỉ còn trường rề rề vô sân ga, nó thắt chặt quanh cổ tấm áo choàng lữ hành mới toanh. Harry nhìn thấy hành lang toa tàu giờ lại đông đúc người và hy vọng Hermione và Ron sẽ đem dùm hành lý của nó lên sân ga. Nó bị mắc kẹt tại chỗ cho đến khi toa tàu hoàn toàn trống vắng. Sau cùng, sau cái lắc lư cuối cùng, đoàn tàu lửa dừng hẳn lại Gọi lờ mở tung cánh cửa và cậy vào dây u thịt bắp mà chen lấn chưa một đám học sinh năm thứ hai, ít để chúng dạt qua một bên. grapper và zabini đi theo. em ra trước đi. manfoy bảo banshee. cô ả đang giơ tay ra chờ đợi như thể hy vọng manfoy sẽ nắm lấy tay ả. anh chỉ muốn kiểm tra lại một thứ. banshee đi ra. giờ đây chỉ còn lại harry và manfoy trong khoang tàu. mọi người đang lũ lượt đi thành hàng dài và kéo xuống sân ga tối om. Manfoy đi tới cửa khoang và buông rèm cửa xuống. Để người đi ngoài hành lang không thể dòm ngó vào. Xong nó cuối xuống cái rương của nó mở ra một lần nữa. Harry dòm xuống qua mép của giá để hành lý. Tim nó càng đập mạnh hơn. Manfoy định giấu giếm Banshee cái gì? Liệu nó có sắp nhìn thấy cái vật bí mật đã bị hỏng và rất cần thiết được sửa chữa không? bất động toàn thân. Thình lình, Manfoy chĩa cây đũa phép của nó về phía Harry, khiến Harry bị tê liệt tức thì. Rồi như thể trong phim quay chậm, Harry té lăn cù ra khỏi giá để hành lý, rớt xuống ngay chân Manfoy, rung chuyển cả sàn tàu, đào đớn thấu xương. Tấm áo khoác tàng hình bị nó đè lên, cả thân hình nó lộ ra với hai chân co quắp lại trong tư thế quỳ mọp. Nó chẳng thể nhúc nhích được một cơ bắp nào nó chỉ có thể trợn mắt ngó Manfoy đang ngoác miệng cười. Tao đoán đúng. Manfoy hí hưởng nói. Tao nghe cái rương của Goyler đụng vô mày và tao nhớ đã thấy cái gì đó loáng thoáng trắng trên không trung sau khi Zabini trở lại. Cái nhìn của nó chần chừ một chút trên đôi giày thể thao của Harry. Mày chẳng hề nghe được bất cứ điều gì mà tao quan tâm đâu, Potter à. Nhưng nhân khi tao tóm được mày ở đây. Vậy là nó đạp thật mạnh vô mặt Harry Harry cảm giác cái mũi nó bị bể, máu xịt ra khắp nơi. Cú đó cho cha tao. Bây giờ để coi. Manfoy kéo tấm áo khoác tàng hình bị đè bên dưới thân hình bất động của Harry ra và quăng trùm lên Harry. Tao không tin là họ sẽ tìm ra mày trước khi tao trở lại Luân Đôn. Nó nói khẽ. Hẹn gặp lại sau Potter hoặc khỏi gặp. Và cố ý bước dẫm lên mấy ngón tay của Harry manfoy đi ra khỏi toa tàu